Những thông tin uy tín đã xác nhận, tiền vệ Manuel Ugarte đang trên đường tới Man United để chuẩn bị đặt bút ký hợp đồng. Trước đó, cầu thủ sinh năm 2001 sẽ trải qua cuộc kiểm tra y tế ở đội bóng mới. Thương vụ được xác nhận tiêu tốn của MU 50 triệu euro cùng 10 triệu euro phụ phí. Đây là sự lựa chọn đầu tiên và duy nhất của đội chủ sân Old Trafford trong cả mùa hè ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Man United chỉ muốn Manuel Ugarte và luôn giữ liên lạc với PSG trong suốt thời gian qua. Ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ xác định Ugarte là phương án A, B và C bởi cầu thủ này phù hợp với lối chơi đội bóng xây dựng. Phía cầu thủ 23 tuổi cũng đạt thỏa thuận cá nhân với nửa đỏ thành Manchester từ lâu. Anh đã thông báo cho PSG rằng mình chỉ muốn thi đấu cho Man United sau mùa giải không thành công tại nước Pháp. Ngay khi thông tin nổ ra, cá nhân Manuel Ugarte đã cập nhật trạng thái trên X với biểu tượng đôi mắt ám chỉ đang chờ đợi thông tin chính thức. Sự hào hứng được thể hiện rõ trong bài đăng của tuyển thủ Uruguay. Tính từ mùa giải năm 2022 đến năm 2023, Manuel Ugarte là cầu thủ có tổng số lần tắc bóng và đoạt bóng cao nhất các giải châu Âu với 403 lần. Dưới anh là João Palhinha, 392 lần, và Florentino Luiz, 367 lần. Mùa giải vừa qua khoác áo PSG, dù chỉ ra sân 25 trận tại Ligue 1, Ugarte có 98 pha tắc bóng cao nhất giải. Con số này cũng ấn tượng hơn bất kỳ tiền vệ MU nào trong 18 mùa giải vừa qua. Theo tờ Abouler, João Cancelo đang hoàn tất những thủ tục chuyển nhượng tại Paris trước khi chuyển đến Al Hilal. Cầu thủ 30 tuổi được chiêu mộ với giá 21 triệu bảng và nhận mức lương 13 triệu bảng, chưa tính tiền thưởng. João Cancelo đã không ra sân cho Manchester City kể từ khi xảy ra mâu thuẫn với huấn luyện viên Pep Guardiola đầu năm 2023. Sau đó, cầu thủ người Bồ chuyển đến Bayern và Barca theo dạng cho mượn trong 18 tháng qua. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã mở cánh cửa trở lại Manchester City cho João Cancelo nhưng tất cả các bên đều mong chờ một kết quả thuận lợi từ thương vụ chuyển nhượng sắp xảy ra. João Cancelo gia nhập Manchester City từ Juventus vào năm 2019 và ra sân 154 lần cho đội bóng thành Manchester. Trong quãng thời gian này, Cancelo ghi được 9 bàn thắng, giành 3 chức vô địch Premier League cũng như FA Cup và Carabao Cup. João Cancelo nhiều khả năng không kịp ký hợp đồng để ra sân ở trận đấu tiếp theo của Al Hilal gặp Damac vào thứ tư này. Trong trường hợp đó, Cancelo sẽ phải chờ đến giữa tháng 9 mới có thể ra mắt Al Hilal trong trận đấu với Al Riyadh ở Saudi Pro League. Trên trang chủ, Arsenal vui mừng thông báo có được chữ ký của tiền vệ Mikel Merino từ Real Sociedad. Giám đốc thể thao Edu của Arsenal xác nhận, chúng tôi rất vui khi thương vụ được hoàn tất. Đây là nỗ lực tuyệt vời của mọi người tại câu lạc bộ để hoàn thành vụ chuyển nhượng. Mikel là mục tiêu chính của chúng tôi trong mùa hè này và câu lạc bộ xác định cậu ấy hoàn toàn phù hợp với đội bóng. Cậu ấy có thể đem tới kinh nghiệm, sức bền và thể chất cho Arsenal ở mùa giải tới đây. Chúng tôi rất vui được chào đón Mikel và gia đình đến Arsenal. Huấn luyện viên Mikel Arteta cũng lên tiếng, cậu ấy sẽ đem lại chất lượng, kinh nghiệm và sự linh hoạt trong đội hình. Mikel Merino đã thi đấu đỉnh cao ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Cậu ấy sẽ giúp đội hình của Arsenal mạnh hơn đáng kể với kỹ thuật, cá tính và tinh thần chiến đấu của mình. Để có thể sở hữu chữ ký của nhà vô địch Euro 2024, Arsenal đã chi 37 triệu euro, bao gồm các điều khoản phụ cho cầu thủ này. Ở đội bóng mới, Mikel Merino sẽ chọn số áo 23. Thị trường chuyển nhượng mùa hè sôi động với những động thái đáng chú ý của Man United. Đội bóng thành Manchester đã chính thức có được chữ ký của tiền vệ phòng ngự Manuel Ugarte từ PSG với giá 50 triệu euro cộng thêm 10 triệu euro phụ phí. Ugarte được xem là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của MU và đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Quỷ Đỏ. Cầu thủ người Uruguay từng có mùa giải xuất sắc tại PSG, dẫn đầu danh sách các cầu thủ có số lần tắc bóng và đoạt bóng cao nhất châu Âu mùa giải năm 2022 đến năm 2023. Trong khi đó, hậu vệ João Cancelo, người đã không còn chỗ đứng tại Manchester City, đang trên đường chuyển đến Al Hilal ở Ả Rập Xê Út với mức phí chuyển nhượng 21 triệu bảng. Cancelo đã rời khỏi Manchester City từ đầu năm 2023 sau những bất đồng với huấn luyện viên Pep Guardiola và trải qua thời gian thi đấu cho mượn tại Bayern Munich và Barcelona. Việc Cancelo chuyển đến Ả Rập Xê Út đánh dấu sự kết thúc của anh tại Manchester City sau 4 năm gắn bó và gặt hái nhiều thành công cùng đội bóng thành Manchester.